Mình chào các bạn ha. Kênh em Ngọc chúc các bạn ngày mới nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống ha. Hôm nay cái video này mình chia sẻ là cho các bạn và phụ huynh và anh chị em xem lại cái clip này. Và quản lý con của chúng ta và các em, những điều tốt đẹp, những điều xấu không nên làm nha các bạn. Phụ huynh và anh chị dòm xem những cái hành động của em này là không đúng. Dứt những thứ lon bừa bãi vào những nhà của mọi người là không đúng ha. Chúng ta sống phải bảo vệ vệ sinh môi trường chung nha, sạch đẹp. Đất nước chúng ta đều là sạch đẹp hết. Các bạn nên phải bảo vệ môi trường sạch đẹp nha các bạn.